Chào anh em nha. Mình giới thiệu với anh em một cây đàn acoustic của Nhật rất là xịn sò luôn, thương hiệu cao cấp, chất lượng mình cũng rất thích những dòng đàn này nha anh em nha. Đây là cây Moritz. Thường thường anh em thấy Moritz là những cây thùng gỗ đúng không? Nha. Đây là những cây thùng nhựa mà mấy lần trước mình hay giới thiệu với anh em dòng đàn này nó rất là thích nha anh em nha. Thùng nhựa carbon đây anh em. Cứng chắc nha. Đầu đàn thì được thiết kế theo kiểu đàn điện anh em. Dòng Tornado. Tornado nó có mấy cái kiểu đầu đàn lận, nhưng mà cái dòng đàn này là nó đặc biệt hơn đó. Những dòng đàn này đặc biệt anh em thấy không, cái đầu nó giống thiết kế kiểu đàn điện nha, đẹp nha anh em nha, đàn đẹp. Series này là Z3 đàn Nhật nha anh em nha, của Moritz. Thì thường anh em thấy mình đăng những cái đàn như thế này xước xác chày cũ, mình bán tầm 4 triệu 4 triệu rưỡi nha. Có những cây chày nhiều cũ nhiều thì mình bán 36-38, tùy theo cái giá nhập về với cả ngoại hình nó đẹp xấu thôi nha anh em nha. Cái đàn này là một cây đẹp, đẹp gần như là hoàn hảo nha anh em nha. Thì những cây hoàn hảo như vậy giá khoảng tầm 8 triệu đến 9 triệu nha. Bên cửa hàng mình đang bán hiện tại cây này giá 5 triệu, đàn này giá 5 triệu nha anh em. Thì nó đẹp lắm anh em, nó đẹp. 5 triệu mình thấy nó quá rẻ luôn, 5 triệu một cây đẹp mà nó không có chỗ nào để mà mình nói nó luôn nha. Thì cái anh bên Nhật cảnh bán cho mình cây này á, anh nói là cây đàn này tôi mua về tôi không có chơi, để suốt. Đúng thiệt, mình nhìn thấy cái dấu là mình thấy không có dấu nào để dấu chơi rồi á. Kiểu thích đàn mua về nha anh em, và ông mua cái sợi dây đeo này rất là mắc tiền nha, ông tặng kèm cho mình luôn. Thì mình cũng tặng kèm theo cái đàn này cho anh em luôn nha. Kèm với cả cái dây này nha anh em, dây này là dây loại tốt. Bên Nhật họ mua họ chơi, nhưng mà anh này mua xong anh không có chơi. Chắc kiểu mua đeo chụp hình rồi bán lại thôi chứ không có chơi nha. Dây xịn luôn, dây đeo xịn, dây này tăng đưa là tháo ra tăng đưa nha, chứ không có cầm rút giống như mình đâu nha. Cái này nó hơi phức tạp chút xíu đó. Rồi cái bao của Hà, cái bao zin của Moritz luôn anh em. Đây bao có mút nha anh em nha, bao có mút mà mút mỏng thôi. Thì bao này là bao đặc trưng của những cây Tornado, vì cái cần nó dài hơn anh em, cần nó dài hơn cho nên nó sẽ có cái bao đặc trưng phù hợp với nó, bao nó dài hơn. Và bao còn khá mới luôn anh em, bao khá mới nha. Hình như là ông này ông không có xài. Và đặc biệt của nó là cái quai đeo nó chỉ đeo một bên nha anh em, đeo giống như phim kiếm hiệp nha, đeo xéo một bên. Và anh có tặng thêm một mớ phụ kiện của cái đàn để mình gửi cho anh em coi. Cái này là cái người chủ chứ người ta bán bên Nhật ta gửi cho mình, là mình không có phụ kiện mình tặng anh em đâu. Thứ nhất là có dây đeo cho anh em nè, thứ hai nữa là anh có một cái gói phụ kiện này gồm có một cái cabo Nhật. Đây cabo Nhật cho anh em nha. Cabo này nó xài vậy, anh em gỡ ra đó, gắn vô vậy. Một cái cabo, cái khăn, cái khăn, rồi cái này cộng dây lẻ, một cộng dây lẻ dây máy mình chưa coi nữa, với một cuốn củ âm chân kinh Moritz đây đó, bên trong ghi học âm cái gì đó. Rồi với cả một mớ dây, mớ dây đàn, mình cũng không biết cái dây đàn nè cái gì mình chưa coi đến nữa. Đó là trong phụ kiện nó có sao thì mình bỏ vô vậy cho anh em thôi. Đồ của Nhật không. Rồi cái cục này chắc tuner rồi, tuner đúng rồi, đây tuner anh em coi nè, nhìn giống cái điện thoại cái đập đá hồi xưa không, như chưa có pin như sao. Có pin luôn nè, có pin nhưng mà sao không có xài được nó ta. Chưa có gắn, có pin nhưng mà chưa gắn vào nha anh em nha, để mình gắn rồi coi còn xài được không. Rồi gắn thử rồi. Phải lo cái đầu nó ra gắn vô nha anh em nha. Mình cũng chưa có thử cái này, không biết nó còn xài được không. Mà thấy nó mới tinh anh em chắc là còn xài được, tự nhiên nhìn nó mới lắm, nó mới như là một cái đồ mới luôn vậy anh em. Đây nè anh em thấy không, mới tinh luôn. Cái này là bên Nhật họ tặng kèm nha, cái người bán này nè, người bán cây này mình mua của anh đó, anh bán cho mình rồi anh tặng luôn. Có cả cái sách hướng dẫn, có giấy tờ giấy hướng dẫn hay là gì nè, không biết như tiếng Nhật không à. Đó thì phụ kiện là kèm hay những thứ như vậy nha anh em, người ta có cho anh em cái gì thì mình đưa vậy thôi, phụ kiện nó nguyên như vậy. Rồi nhét vô cái bao lại. Rồi đến phần cái đàn này thì nó ok lắm anh em, cần phím ngon lành nha. Action của đàn là mình chỉnh ở mức chuẩn và thấp hơn chuẩn, anh em nào muốn thấp hơn nữa thì kêu mình chỉnh thấp xuống miếng nữa nha anh em nha. Vì cái đàn này nó đẹp, mình bán giá này là giá rẻ nha anh em nha, mình không có soi những cái đàn chày xước hư hỏng được.
đàn này đàn đẹp, mình bán giá đẹp 5 triệu. Bình thường anh em mua những cây đẹp như vậy thì chỉ có mua được cái hàng line new, này nó y như hàng line new vậy anh em, nhưng mà giá nó rẻ 2-3 triệu lận. Bình thường anh em mua phải 8 triệu 9 triệu gì đó chưa chắc là có nữa, tự nhiên những hàng mà lâu năm mà nó đẹp như vậy thì hiếm lắm. Dán khuyết nha anh em nha, Moritz Nhật dán khuyết có Equi, Equi zin của đàn luôn, tiếng của những dòng Equi này rất là ok, rất là mạnh nha. Mình đang bán cái này giá 5 triệu nha anh em nha. Rồi anh em coi tổng quan cái đàn, nó đẹp ơi là đẹp luôn anh em, đẹp ơi là đẹp luôn nha. Equi lưng đàn đó, lưng đàn dây đeo cũng là dây đeo mới luôn nha anh em, gờ vô là thấy nó mới ken xà beng luôn. Thì cái anh này nói chắc là tin được, từ anh nói là anh không có chơi, đúng thiệt không có dấu tay chơi luôn đó, ngon đẹp hết nha anh em nha. Khóa cũng đẹp luôn anh em thấy không, một bộ khóa kim loại nhưng mà khóa này khóa zin nha anh em nha, khóa Nhật khóa zin đó, khóa xịn luôn, nhưng mà anh em thấy không có một dấu hiệu nào của rỉ sét của cũ luôn, thì chắc chắn anh này nói đúng là anh không chơi đến, à anh chỉ cất đi thôi, kỷ niệm hay là thích mua hay sao mình không biết. À, đúng là đẹp luôn. À, mình đang bán giá 5 triệu nha anh em nha. Mình sẽ quay gần, mình test gần phím và test cái EQ cho anh em coi. À, mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình. Cảm ơn anh em nhiều. Anh em coi cái đàn nè, nó đẹp hoàn hảo nha. Ở xa nó đẹp, ở gần nó đẹp hơn luôn nha anh em. Gần nó đẹp hơn luôn. Đó, hoàn toàn cái này là cái tay mình đây. Lấy đồ lau cho anh em coi. Lau nó mướt liền nè. Mình lau nó mình không dám lấy khăn luôn. Cái này mình lau cho nó khỏi dính dấu tay đó, anh em thấy không, bóng láng đúng không, bóng láng luôn nè. Ở nhà mà anh em muốn lau cái dấu tay là anh em lấy mấy cái mút lau bắn như vậy nè, anh em lau thì nó sẽ không có dấu tay nha, đừng có lấy khăn, khăn nhiều khi nó có mấy cái sơ sơ á, anh em lau vô nó xước cái mặt nè, đẹp hết anh em thấy không, đẹp bóng láng luôn, sáng láng đó, lưng eo gì cũng vậy nha anh em nha, lưng đàn luôn, bộ EQ luôn nè anh em đó, hội viên nó như mới luôn. Rồi à, cần đàn tem chồng nè anh em, tem chồng này là Z3 nha anh em, cần phím là nhẹ êm ngon lành hết, đầu đàn khóa là đẹp hết anh em thấy không, khóa đẹp hết luôn này, khóa đẹp đẹp như mới luôn anh em, ken hết luôn, cần phím cũng vậy luôn nè, xăng 11 cây mà nó đẹp như vậy là cả một vấn đề luôn anh em. Đây nè, cái dây đeo mình nói với anh em nó là đúng thiệt là một sợi dây đeo mới luôn á nè, bên mình đây đâu ai bán mấy cái dây đeo này anh em, như là anh em mua được mấy cọng dây cũ mà nó cũ dữ lắm chứ nó đâu được đẹp như vậy đó nè, đúng không, rất là xịn luôn, dây da dây si gì mình không biết nè, mà nhìn nó đẹp lắm, nhìn nó xịn sò lắm anh em, cọng này ông nói mua cọng này mắc tiền lắm. Rồi đo action cho anh em coi, action cái đàn này thì tuyệt vời, dây 1 thấp hơn chuẩn anh em thấy không, thấp hơn chuẩn nha, à cho mình chơi êm tay thôi, thì anh em nào muốn chơi cao lên thì mình nâng cái dây cao lên miếng thôi nha, nâng dây cao lên, dây 6 thấp hơn chuẩn miếng nha, mình có thể nâng lên đây hoặc là mình hạ xuống nữa tùy nha, từ ngựa này còn nhiều anh em mình có thể nâng lên hạ xuống tùy ý nha, mình test cần phím anh em nghe. Cái dòng đàn này tiếng nó thanh, tiếng nó trong và rất là sạch tiếng nha. Ngon lành nha anh em nha, không rè không tẹt không lỗi miếng nào nha, hồi nãy là mình đánh dấp ngón đó, chứ không phải là đàn đấy. Rồi tiếng nó sạch anh em thấy không, rải thôi là nghe tiếng nó cực kỳ, nó ấm nó sạch luôn, ho nhẹ nhàng cái cảm giác tiếng nó cực kỳ, nó trong nó sạch và nó sáng tiếng đó nha.
ok, ngon lành nha anh em nha. Mình thử đến cái EQ. Chết nó đi cho anh em coi. À, hai tiếng nó cực kỳ lực luôn. Rồi, 6 giây. EQ zin của đàn nha anh em nha. Tiếng cực kỳ lực, rất là mạnh luôn. Quá đẹp luôn anh em. Đều sạch ngon lành nha. Cần phím thì ngon, nói chung cái đàn này nó đẹp hoàn hảo luôn anh em. Đẹp hoàn hảo, âm thanh cần phím các cái là ngon hết nha. EQ ra loa thì hàng riêng chính hãng xịn sò luôn. À, phụ kiện cũng có, dây đeo ngon lành hết các cái nha anh em nha. Rất là đáng đồng tiền bát gạo luôn anh em. Giá mình bán là 5 triệu. À, thông tin cửa hàng và số điện thoại mình để ở phần tiêu đề và phần mô tả nha. Anh em xem trực tiếp trên màn hình cũng có. Mời anh em đăng ký kênh để theo dõi các bài đăng tiếp theo của mình nha. Cảm ơn anh em nhiều. Cảm ơn anh em đã xem và ủng hộ shop.